Mọi người đang nghe review truyện tranh trên kênh Góc Truyện Độc Đáo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Chuyện Phu nhân thân phận người bị lộ rồi. Chap 23. Bỗng dưng có người xuất hiện, như một cơn gió lạ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa thầy Cao và vị tổng tài lạnh như băng. Thầy Cao ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Tôi mới nói chuyện với phụ huynh Tần Nhiễm. Cậu học sinh trả lời, dạ không có gì ạ, à. em chỉ đi cùng Tần Nhiễm để đợi anh trai cậu ấy thôi vị tổng tài chào tạm biệt thầy cao lần sau gặp cậu học sinh bỗng dưng hỏi anh là anh họ của tần nhiễm sao tôi không phải là anh trai cô ấy ư ừ, mẹ của cậu véo và eo của cậu ấy khiến cậu phải thốt lên như vừa gặp ma tổng tài chỉ kịp quay lại nhìn cậu và nói lời tạm biệt cậu học sinh đứng đấy trong đầu suy nghĩ lung tung cùng mẹ nhìn theo bóng dáng của hai người tần nhiễm đưa chai nước cho tổng tài mua cho anh đó tổng tài cười như vừa phát hiện ra điều gì thú vị Cảm ơn, xe bên ngoài, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Cậu học sinh quay sang mẹ, mẹ sao vừa rồi véo còn đau quá? Mẹ cậu mỉm cười, đừng quản chuyện đó, về sau hãy đối xử tốt với Tần Nhiễm. Thôi quên đi, bà mẹ thầm nghĩ, người này trông rất quen, giống như vị kia, nhưng anh ta làm sao có thể xuất hiện ở Vân Thành chứ? Chuyển cảnh, chiếc xe sang trọng đến trước cửa bệnh viện, tổng tài nhìn cô gái và dặn, khi nào xuống thì gọi điện trước cho tôi, tôi ở tòa nhà đối diện khu điều trị. Tần Nhiễm gật đầu, không quên vẫy tay chào tạm biệt, khiến tổng tài nghĩ thầm vẫn ngạo mạn như vậy. Anh ta nhìn cuốn sổ trong tay, hôm nay bệnh viện không có việc gì, còn đặc biệt chạy một chuyến đưa cô ấy đi, mình thật là, rồi lại tự an ủi mình rằng mà thôi, xem nhật ký quan sát cũng thú vị mà. Chuyển cảnh tiếp theo, Tần Nhiễm bước vào phòng bệnh, bà ơi, con đến thăm bà rồi đây. Nhiễm Nhiễm đến rồi à, mau ngồi xuống đây, bà rất nhớ con, vừa rồi còn nhắc con nữa đó bảo mẹ con đem những thứ này qua đây, đừng có vứt bừa bãi. Tần nhiễm ngồi xuống, cầm mảnh giấy nhăn nhúm mà bà đưa, nhận ra đây là ca khúc lúc trước mình viết bừa bãi mà vứt. Bà ngoại lại nhắc, lời bà đừng quên, nhớ giữ kỹ nhé, chị họ đây là gì vậy à, không có gì. Tần nhiễm nắm tay bà, bà ngoại, con học tốt lắm, bà không cần lo. Mẹ con đến rồi đây. Hôm nay ngữ nhi không đến sao, ngữ nhi đi luyện đàn, cô của nó tìm thầy dạy, đang cố gắng để được nhận làm học trò. Chị họ giỏi quá. Đúng vậy đó, đại sư đó hoàn thành xong lưu diễn thế giới ngữ nhi sẽ đi bái sư. Đại sư ấy sẽ tổ chức cuộc thi để kiểm tra trình độ, gì cả nói như đã được sắp đặt. Đúng là khoe khoang. Bà ngoại thầm nghĩ, ôi, Nhiễm Nhiễm vốn dĩ cũng. Ngữ nhi muốn bái sư ai vậy? Bà hỏi, Ngụy Lâm đại sư, chắc các người chưa nghe qua. Bà ngoại trầm tư, Ngụy Lâm đại sư, nghe rất quen. Tần Nhiễm thò tay giật một miếng táo, "Bà ngoại, ăn táo đi ạ." À, rồi nhẹ nhàng đút táo cho bà. Mẹ Tần Nhiễm nói tiếp, "Có khả năng chỉ là bạn bè của mẹ thôi. Con về trường học trước." cô nói, trong khi bà ngoại thở dài. "Đi đi, cố gắng học, bà ngoại chờ con thi đại học." "Vâng, con sẽ cố." Nói xong, Tần Nhiễm đứng dậy ra khỏi phòng, bà ngoại nằm trên giường, suy nghĩ, hồi đó, từ khi đến thôn Ninh Hải, muốn thu nhiễm nhiễm làm đệ tử đại sư kia cũng tên là ngụy lâm đại sư ở bên ngoài mẹ đuổi theo tần nhiễm hỏi hôm nay sao không để gì nhỏ học phụ huynh cho con Dì nhỏ bận còn chuyện gì nữa không mẹ cô cất giọng vậy con ở trường với bạn bè thế nào nghe nói kiểu gia kiểu thiếu gia có quan hệ không tệ với con cũng được không có gì khác con đi trước cô tự nhủ nhập học đã lâu giờ mới hỏi mình chuyện ở trường nực cười chuyển cảnh tần nhiễm mỉm cười bước ra khỏi bệnh viện vị tổng tài gọi tài xế dừng xe mở cửa kính xe xuống rồi kêu cô lên xe đi chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện